Rồi, chào bạn. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin chào các vị khán giả từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, và từ bà ngoại cho đến trẻ con, và từ thằng đang cầm cái lon cho đến em bé đang cầm bim bim. Và cuối cùng em chào anh quay phim ạ. Quên chào cô bên kia. Em xin chào trước là anh Quyền Linh và chị Cát Tường, và đến là bạn nữ bên kia. À đó, cái cô đó mới quan trọng đó. Em tên là Huỳnh Quang Phong ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh bên một công ty và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu Phong? Dạ em Tiền Giang anh. Ủa sao kỳ vậy? Như vậy là cũng có biệt tài ha. Mà làm công việc gì? Dạ nhân viên kinh doanh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. À, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn trai kế bên và quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Hà Thị Nhi, năm nay em 22 tuổi, hiện tại đang là nhân viên kinh doanh. Ờ, quê mình ở đâu cưng? Dạ, quê em ở Thanh Hóa, em vào đây cũng được 18 năm. 18 năm, dạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có cái điểm mạnh đó chính là khả năng thích ứng với lại mọi môi trường, thảy vào đâu em cũng có thể sống được. Rồi, quá tốt. Thêm một cái nữa là béo tốt. Béo tốt, rồi có đó khỏi giới thiệu. Rồi vậy thì những cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em là em không có khả năng nhớ tốt. Não rất là cá vàng. Em đi đường nhưng mà phải đi nhiều lần thì em mới nhớ được, chứ một lần hai lần em sẽ không thể nào nhớ được cái tên đường đó. Tìm trên Google Maps mà còn đi không được nữa, lại phải hỏi người ngoài đường. Đi tới đâu hỏi tới đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì bên kia là có khả năng dễ thích nghi, thì em thì là dễ sinh tồn, để đâu em cũng sinh tồn được. Điểm yếu của em thì trước tiên là em nói chuyện hơi vô duyên một xíu. Thứ hai là đặc biệt là em do em quá sâu sắc. Hơi vô duyên, có quá sâu sắc nữa hả? Dạ. Vô duyên một cách sâu sắc. Dạ, quá sâu sắc là quá xấu đó chị. À sâu sắc xấu hả? Vừa dạ, xấu mà vừa rồi, vô dạ. Duyên nó chắc chết quá. Người ta nói là đẹp mới được đóng vai ác, còn ông vừa xấu mà ông vừa đóng vai vô duyên nữa. Nói chung không có vô duyên đâu, em có duyên đó. Nãy giới thiệu người ta cười mà. Dạ, tự khiêm tốn quá thôi. Dạ. Xin lỗi, bên đây cũng có duyên lắm à. Rồi. Em trải qua mấy mối tình rồi Phong? Dạ, em thì em trải qua là khoảng 4 mối tình trong đó. Dạ. 4 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ mối dài nhất của em là 7 năm. Trời ơi, 7 năm. Mối tình đầu tiên của em là em quen năm em 15 tuổi. Thì tới năm 22 tuổi là chấm dứt rồi. 15 tuổi biết yêu rồi, dạ. Nhất quỷ. Mối tình dạ. Ít nhất là mấy năm? Dạ mối tình ít nhất là khoảng 6 tháng. Họ mà quen lâu vậy rồi lý do sao chia tay? Giống như là bạn nữ đó là thời thanh xuân của họ, còn em thì em lo về sự nghiệp của em hơn. Chưa ổn định nên cái mối tình đó phải chia tay, đúng không? Dạ. Bây giờ ổn định chưa? Để quen nữa thì chia tay nữa. Dạ bây giờ cũng mấp me ổn định rồi. Trời đất ơi trời, 4 mối tình ổng chưa ổn định, ổng chia tay rồi. Tới mối thứ 5 mà ổng cũng mới mấp me ổn định. Vậy là mấp me chia tay nữa hả cưng? Dạ. Hay là có dạ. Cái lý do gì sâu sắc mà không dám nói ra? Chứ làm gì mà 4 mối tình nào cũng do công việc rồi chia tay hết hả? Do công việc là nói chung là cái mối tình đầu tiên thôi. Còn cái mối tình mà nó hơi kỳ cục một chút xíu á, là cái này chắc anh Linh chắc em hiểu chứ hả? Là do cái bạn đó là có nhiều lông tay quá. Có nhiều lông mắt mới chia dạ. Tay. Tự nhiên nhiều lông. Không, cái đó. Ủa có lông có liên quan với tình yêu đâu mà phải chia dạ. Tay. Nó kỳ lắm anh. Vậy chứ cái lúc em mới quen em không thấy người ta dạ. Có lông hả? Dạ lúc mới quen đeo găng tay chị ơi. Vô lý. Tại sao vậy? Tình yêu mà cái vụ có lông là bỏ nhau là sao? Đòi hỏi nhiều quá anh. Đòi hỏi gì? Dạ đòi hỏi cái chuyện gia chạm. Hỏi sinh lý hả? Dạ. Rồi em chịu không nổi. Em còn phải lo đi làm nữa chứ anh, chứ không lẽ bây giờ ngày nào cũng phải vậy chị? Trời đất ơi. Có vậy luôn hả? Có luốn á. Vậy ý giờ là em muốn anh tìm người yêu là không có lông đúng không? Trụi luôn đi cũng được. Hả? Trụi luôn cũng được. Trụi luôn trời ơi trời. Hồi đó giờ tôi mới thấy trường hợp đi tìm người yêu là trụi lũi luôn cũng được. Ủa gì kỳ vậy, quay qua coi. Này không lạ thiệt ta? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Tìm mẹ. Người yêu không có lông. Khó rồi nha. Trời đất ơi. Thôi vụ này bên đó lo đi. Nói chung là tất cả mối tình thì em cần một cái là hai bên đều phải đồng cảm với nhau và nó bù đắp cho nhau những cái gì đó. Chứ bây giờ nếu như mà khơi khơi mà để có một cái điểm
khiếm khuyết của bên kia hay là khiếm khuyết của bên đâu? Em? Khiếm khuyết gì đâu, người ta có lông tai mắt gì đâu khiếm khuyết. Thì vậy là em mới khiếm khuyết á, vậy là em là bị yếu. Dạ. Em bị yếu. Chưa chắc chị. Chứ sao mà tự nhiên người ta có lông tai rồi chia tay với người ta? Tại vì giờ một tuần không lẽ 6 ngày bây giờ phải lo đi làm chứ chị. Thôi tôi cũng không biết rồi. để tôi hỏi cô bên này chút xíu để tôi kiểm tra coi. Đưa trong tay coi quá. Không, không sao, cái này vừa phải. Em mấy mối tình rồi cưng? Em thì chỉ có một mối tình gà bông thời còn đi học. Vài tháng thôi, tại lúc đó còn đi học. Sau đó thì cũng có những gọi là thoáng qua thôi, chiều mua bay thôi. Em cũng không thấy thích ai. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em thì sống thử hả? Em nghĩ đó là một suy nghĩ hiện đại, nhưng mà đối với em thì em không suy nghĩ như vậy. Em nghe câu chuyện của bạn trai này kể về cái mối tình mà có bạn gái tay nhiều lông đó thì em thấy như thế nào? Em thấy cái việc tay nhiều lông thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là thì đó, cái thì nhu cầu của chị đó. Mình nói vậy cho nó dễ. Em thì em không có nhu cầu đó. Trước hôn nhân là mình sẽ không có ăn cơm chiếc kẽn. Đó, cho nên là cái vấn đề đó nó sẽ không giống như cái chị nhiều lông đó. Nhưng mà nhiều khi ảnh vậy đó, ảnh ăn cơm chứ kẽn, ảnh mới biết ảnh chịu không nổi, ảnh mới chia tay. Rồi giả tỷ như mình không có gì hết, nên mình không có quan điểm sống thử, tới hồi mình lấy nhau về rồi mình mới phát hiện ra là mình cũng chịu không nổi, lúc đó mình chia tay coi như là bị gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần. Cũng khó quá ha. Dạ. Tùy theo cái suy nghĩ. Hay cho qua cái chuyện nhạy cảm mà đi. À, rồi qua. Thôi bây giờ để hỏi bạn này. Quá. Ê bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Gương mặt ưa nhìn, thân hình bao bọc cân đối chút xíu, có hiếu với ba mẹ là được rồi. Công việc là chắc chắn là ổn định chưa? Dạ, nó ổn định. Nhưng mà ngoài mấy cái lý do kia ra là không có lý do gì chia tay hết đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Ây da, hoang mang quá. Anh qua anh coi đàn gái coi sao. Gấu nhiều lông quá nha. Chào em gái. Chào em, chào anh Huy Linh. Dễ thương quá, gương mặt phúc hậu quá. Em cảm ơn ạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên kia nói chuyện, em cảm giác có một cái điểm nào đó hợp với mình không? Bạn khá là vui tính. Em rất là thích người vui tính. Em cũng là một người khá là vui tính. Bạn đó là một người rất là vui tính, rất là dễ thương. Có điều cũng những cái điều nó hơi nhạy cảm chút xíu. Đôi khi cái chuyện đó nó cũng quyết định cái hôn nhân hạnh phúc nữa. Dạ. Mình lớn hết rồi mình cũng ngửa bài như thế cũng hay ha. Dạ đúng rồi. Em có phải tiếp người lãng mạn không? Em cũng là tiếp người lãng mạn. Em có lãng mạn không? Dạ có, anh lâu lâu nó cũng hơi lãng xẹt chứ. Em thích cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em diễn tả chi tiết cho Linh anh. Em thích một người có vẻ ngoài to cao một chút. To cao nhưng hơi yếu. Có to nhưng chưa cao lắm. Trai sao muối không bạn? Dạ không cần đâu ạ. Cái điều đó nó không có quan trọng. Gì nữa? Tính tình chững chạc, vui vẻ như anh này cũng được. Em không thích điều gì ở những người đàn ông? Nhậu nhiệt xong rồi nói tùm lum tùm la, nói nhiều thứ. Râu ria, ví dụ như người ta sẽ có râu quai nón, nhìn rất là thời trang, nhìn rất là nghệ thuật. Thì để không sao, nhưng có nhiều người vài cọng li thi để nhìn dơ giấy, nhìn nó không có được sang. Mình lòng mình râu. Dạ, ý là này là theo cảm nhận của em thôi, em cảm thấy như vậy. À, râu nhiều là được. Dạ, mà ý là người ta nhìn vào người ta cảm thấy, nhìn nghệ thuật, đẹp, chấp nhận được. Còn ví dụ như thích để râu nhưng mà không thể mọc râu được, mà chỉ có một vài cọng. Giống như râu cá trê, với dạ, cọng lên em không? Dạ, nhìn nó rất là kém sang. Thôi được rồi, có râu thì phải gọn gàng. Dạ đúng rồi. Có lông thì phải lông ít. Đó là yêu cầu của hai bên. Dạ. Có cái gì không chịu, không ưng ở người phụ nữ không? Có lông đó. Trời ơi, bỏ cái đó qua đi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cùng đi. Dạ. Bây giờ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai người bạn thân của em. Chào em gái. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, chào bạn Phong và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Nhi là một người khá truyền thống, tất cả các công việc bếp núc, nhà cửa đều do một tay Nhi chăm sóc gia đình. Em thấy bạn Nam khá là thoáng trong cái mối quan hệ của mình. Em rất là quan ngại về cái vấn đề thoáng của anh, nhưng mà em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cái cơ hội để mình cùng tìm hiểu. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Em chào đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em gái ruột. Em gái ruột đó hả? Dạ. Con chào chú Huyền Linh, con rồi, chào cô Cát Tường, em chào chị. Em chào mọi người khán giả ở đây. Anh em là một người vui tính. Hồi nhỏ anh rất là vui tính, nhưng mà bây giờ càng lớn em không biết sao anh càng ngày nói chuyện càng thiếu muối. Lạ quá ha cơ ha. Em thấy chị với anh hai em có gương mặt hơi giống nhau. Ồ.
có nên bấm nút hay không? Cái đó là tùy vô quyết định của hai anh chị. Rồi cảm ơn con. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Thôi bây giờ như vậy, chúng ta gặp mặt xem chúng ta có hợp lý hay không. Hợp ý chúng ta bấm nút ha. Rồi. Để tạo cơ hội cho nhau. Kéo rào. Rồi, em gửi cho em. Dạ, chào anh ạ. Chào anh Phong. Rồi, em, chào Nhi. Em hỏi một câu được không ạ? Anh có thích chó lông xù không? Gì? Chó lông xù hả? Dạ. Người ta không thích lông mà họ thích chó lông xù không? Không, chó lông xác thì em thích hơn. Tại lông xù lông nên... Thấy chưa? Nó biết, câu trả lời còn hỏi nữa. Nó có nuôi chó thì đụng cạo sạch lông à. Từ trước tới giờ á, là Nhi có trải qua những mối tình thì Nhi ghét đàn ông nhất ở điểm nào? Thùng rỗng kêu to. À hả? Nói nhưng không làm. Cho nên là đến giờ em cũng không có mối tình nào gọi là sâu sắc. Vậy thì có vẻ là hình như là Nhi chắc cũng khá là khó chứ hả? Em cũng nghĩ không có khó lắm đâu, chỉ có vấn đề đó không. À, anh Phong nghĩ sao về người bạn gái mà có thân hình ngoại cỡ? Đối với Phong thì cái duyên cái số, quan trọng là hợp nhau. Cái hình thể này kia thì tùy cảm giác của mỗi người thôi. Em hỏi cảm giác của anh Phong, ý là anh Phong cảm thấy như thế nào về người bạn gái ngoài cỡ? Anh có thấy thích hay không, hay là anh cảm thấy cũng được, hay là đó không phải là gu của anh? Nói chung là tùy duyên đi Nhi ha. Phong có cảm giác là Nhi đang tự ti về cái thân hình của mình, và cho nên là Nhi mới hỏi Phong câu đó. Đối với Phong quan trọng nhất là phải có hợp với nhau, phù hợp với nhau. Những bạn trai khác á, trước á, là Nhi có hay đi nhậu với họ không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn chưa hả? Giờ. Bạn trai đó là có đi mua sắm với Nhi không? Mua sắm hả? Ừ. Chắc chưa đâu. Ta chưa có mối tình, ta có mối tình hồi con đi học hả? Đâu ra ai mà dẫn đi. Em muốn có một người vợ tương lai như vậy nè chị. Ví dụ như em đi công việc, em có với lại bạn bè này kia đó, thì là người vợ á, đi chung để kết thúc cái cuộc nhậu nó càng sớm càng tốt. Vậy thì càng tốt, em cũng thích kiểu vậy. Khi mà vợ em mà đi mua sắm á, em cũng muốn đi chung. Kìm hãm lại sao? Không phải kìm hãm lại, để kết thúc cái cuộc mua sắm nó càng nhanh càng tốt. Trời ơi, vậy là kèm hãm mà không chịu nữa. Người đàn ông nào cũng sợ người phụ nữ đi vô mua sắm, tại không sao có vậy? Nha, không có nha, không có nha. Không có người đàn ông nào sợ phụ nữ mua sắm đâu. Đâu phải người phụ nữ nào phải mua hết tiền của chồng đâu mà phải sợ. Dạ không phải, không phải là sợ cái chuyện đó, sợ chờ lâu đó anh. Những người mà sợ chờ lâu thì mình cứ vô mình kết thúc trước đi. Phong ơi, Phong. Hát bài cho vui cái coi nè. Cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng dài rồi ha. Mỗi đứa hát một câu gì đó cho nó vui vui để tạo được ấn tượng nhau, rồi bắt đầu mình suy nghĩ mình bấm nút. Em thì em hát không hay, nhưng mà khi mà nghe được một bài nhạc nào đó mà em cảm thấy em thuộc và em thích thì em sẽ hát theo. Em thử hát một bài nào đó. Em hát theo một bài hát tặng cho Phong đi. Ừ. Dạ ok. Cho bạn ấy xin một tiếng nhạc. Rồi. I love you la 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 la. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho đứng lên em luôn. Theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé, my baby boy. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người che chở cho em không hề tách rời. Tay anh đây hay nắm tôi sẽ chứ. Chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Hát nhép, hát nhép và hát thiệt vậy. Dạ hát nhép. Dễ thương. Bây giờ mình nhắm mắt lại xem trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ để nói cho nhau nghe và chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói thật lòng mình nha. Em cảm thấy hôm nay là mình có duyên không? Em thì em đã cho mình đến đây thì em nghĩ mình sẽ có duyên. Em thấy em thì em cảm thấy anh rất là thú vị. Hãy suy nghĩ thật kỹ những gì chúng ta đã trao đổi với nhau. Nếu chúng ta cảm nhận người đối diện làm cho ta rung động, làm cho ta xao xuyến thì chúng ta bấm nút. Còn không, chúng ta cảm thấy không rung động, không phải đối tượng của mình thì đừng bấm. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian.
Phong thấy thế nào? Dạ, nếu như mà hồi nãy mà mở cái rèm ra có một tiếng sét là có thể là mọi chuyện nó đã xong. Vẫn chưa tiếng sét nào hết. Ok. Dạ. Đúng rồi, không có tiếng sét mình không bấm. Chúng tôi tôn trọng cái quyết định của hai bạn, không vấn đề gì cả. Hôm nay rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, có thể là có những cô gái sẽ bấm nút cho bạn, những chàng trai sẽ bấm nút cho Nhi. Và chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Đó là những cái cảm xúc rất chân thật khi đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào chị nhá. Chào em, chào các em đúng không? Ok. Bây giờ thì chị thoải mái tự tin giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình để cho bên chương trình nắm bắt được nhá. Em cảm ơn chị. Không lẫn em. Chị giới thiệu đi ạ. Chị hả? Chị tên Trần Kim Dung. Chị sinh 1970, ngày 8 tháng 3 1970. Dạ. Bây giờ công việc của chị là gì? Công việc của chị là tiệm tại thành phố Hà là... Tiên á, thành phố Hà Tiên. Là từ nhỏ là mình sinh sống tại Hà Tiên luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Tại Hà Tiên. Chị Dung thì có điểm mạnh, điểm yếu gì chị Dung nhỏ? Chị hả? Dạ. Điểm mạnh chị là nó ăn được mấy xét thì ngon, sạch. Rồi ngon không chưa đủ phải sạch nữa em. Rồi xong rồi nói chung là chị các món tâm sáng gì đều chị đều thực hiện nấu ăn được hết. Và nấu có thể nấu bán luôn. Các món chè, các món giống như là bánh là chị có thể làm được hết. Ok em. Còn điểm yếu của chị là chị sợ động vật cho chó mèo á, cái côn trùng, các loại côn trùng á, chị gặp là chị không chịu được, chị sợ, chị rất là sợ. Thú cưng mà là chị cũng sợ à chị? Chị cũng sợ à, chị từng bị giống như sợ phải là dạ. Về cái câu chuyện tình cảm như nào chị? Mình là trước đây mấy năm rồi mà mình tắm thì cũng đó là người Tây luôn, là ở Pháp, rồi người gì của chị bên đó giới thiệu về cho chị, định giới thiệu cho chị các bạn đi nước ngoài á, nhưng mà do bất đồng ngôn ngữ á, chị không có nói qua nó lại không có hiểu á, rồi xong rồi kết cục chị định chia tay. À. Ok. Đó, từ trước giờ là mình chưa có lập gia đình. Chưa từng lập gia đình. Chị độc thân. Nói chung từ hồi cuối tới giờ chị sẽ độc thân, chị sẽ trải nghiệm cuộc sống độc thân. Bây giờ đến lúc chị chán cuộc sống độc thân là chị muốn trải nghiệm cuộc sống mái ấm gia đình, có cuộc sống gia đình. Ok. Dạ. Vâng. Nhưng mà 17, cách đây 17, 18 năm là có một mối tình. Thì mình đã từng có, mình có tìm hiểu nhiều không? Tại môi trường làm việc của chị cũng có nhiều mà. Có nhiều đối tượng không? Tại sao vậy? Chị bên tóc. Chị tóc thì chị mới làm đây, trước đây chị làm nghề tự do, buôn bán tự do nhiều. Chị thì nói chung là mà tình cảm thì nói chung là chị không có, chị có trải nghiệm độc thân. Đó, cho nên tình cảm chị tạo mối quan hệ cho bên bạn, cho người ngoài thì chị nghiêm túc, chị không tự nhìn mình. Chứ tụi mình là có gia đình nghiêm túc cho nên là chị không có, chỉ là chị thích độc thân cho nên là chị cũng không có, chị không có lắm thích, thì mình đừng có đùa dẫn với bất kỳ ai làm cho người ta khổ và bản thân mình cũng khổ theo, nó vậy. Vậy á em. Là khi mà làm việc là chị khá là nghiêm túc, thế nên là người ta cũng ngại. Đúng rồi, tụi mình có gia đình, với lại đúng rồi, từ lúc còn trẻ thì cũng có bà, nói chung là cũng đi đâu cũng có bạn bè tấn công, cũng làm quen, cũng lợi ý, nhưng mà mình thì đó chính vì mình không thích, mình quá nghiêm túc cho nên là làm cho người ta tưởng luôn là mình đã có gia đình. Mẹ chắc là chị cũng kỹ tính á, chị kỹ dạ. Tính, chị chọn, hồi đấy chị trẻ quá, chị chọn hay còn gì á. Dạ,
thì nói chung là cũng không có chọn mà là tính chọn cái sự nghiệp trước, tức là cuộc sống mình ổn định trước rồi mình mới lập gia đình sau, nó cũng không muộn đó. Dạ chứ không có quan trọng là cái sự nghiệp, cái tương lai trước. Dạ vâng. Dạ thế mà đến cái tầm tuổi này rồi thì cũng vẫn có nhiều người tìm hiểu không ạ? Dạ không, bây giờ thì nói chung là mình thì mình thích thì cũng vẫn có, nhưng mà mình thật tại mình không thích, tại mình thích đi đến chương trình, nhờ bên chương trình của cả nhà bên các bạn đó giới thiệu cho mình thích chương trình, mình thích đến chương trình giới thiệu như là rõ ràng hơn, rồi nó như là nó an tâm hơn gì đó, tại vì tương lai của mình nó rất là quan trọng chứ không phải cho nên là để mà quen bạn mà linh tinh ở bên ngoài á thì mình không có đặt niềm tin, cho nên chính vì vậy đó mà mình vậy chứ mình không có phải đặt mình không có dám đặt tự tin, không có như là mình không có mình sợ á, mình sợ nhưng là mình không có hiểu nhau á, nó khó. Dạ bây giờ là chị nói cho em cái hình mẫu cơ người đẹp lâu nhưng mà bây giờ chị đang muốn hướng tới đi. Mình hãm mẫu người của mình thì cũng bình thường thôi, mình mong là tìm được cái anh ấy trong tương lai là cũng là tuổi thì khoảng mình 50 mấy rồi, tầm 52 rồi, tuổi cũng khoảng từ 55 tới 65 trở lại, rồi chiều cao thì cũng 65 đổ lại, rồi không cân nặng thì cũng 65 đổ lại, chứ cân nặng quá mà hơn chị đang nặng bé quá mình sợ, rồi với lại mình không thích lại làm có cái gương mặt giống như mắt to hình mũi cao vậy thôi, chứ là dễ nhìn xíu được rồi, cũng không cần đẹp lắm, rồi nói chung là có nhà có cửa ổn định, rồi để tại vì nói chung là cuộc sống ở trong nhà của ông định thì nó mới ổn định cuộc sống, lập gia đình nó mới mình mới thấy an tâm hơn, rồi anh ấy làm còn lương hoặc là có kinh doanh gì đó thu nhập rõ ràng, dạ vậy được rồi. Cái mong muốn của mình là bạn đó, anh trai làm không hút thuốc, không rượu bia, không đầu hói, không tự. Dạ vậy thôi. Rồi, ok. Còn địa điểm của anh ấy thì chị có bắt buộc là anh ấy phải sống ở Hà Tiên không? Dạ, nếu mà được ở Hà Tiên thì càng tốt. Dạ, tại vì con mình cũng mình hoặc là thành phố Hà Tiên, cùng là thành phố Hà Tiên với mình, hoặc là hai làm thì cũng có gì để nhà, tại vì mình cũng có người nhà ở Hà Tiên đông á. Các anh em đông rồi muốn có gia đình nữa hả, con lặng kiểu như có bệnh tật chuyển nhau và ăn uống gì có nhà nó vui vẻ, nó ý nghĩa, thì cuộc sống giờ thì nói chung là sống mai chút mai nó có quan trọng gì nhiều quá, mình chỉ ví dụ như xa xa lắm thì lân cận như phố hoặc thành phố Hồ Chí Minh là đủ rồi, thì xa nữa là mình sợ. Vâng, ok, em cảm ơn chị. Ngày hôm nay bọn em gọi điện đến để mà trao đổi những cái thông tin cơ bản của chị trước. Nếu mà cái hồ sơ của chị được thì bọn sẽ có một biên tập làm việc chính với chị. Bạn ấy sẽ hỏi kỹ hơn về cảm ơn các bạn cả nhà, cảm ơn mình biết ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Em biết ơn chương trình rất là nhiều, mình xin chào các bạn, xin chào chương trình. Testing, anh là người tham gia testing. Rồi đây em là biên tập đây anh. Chào em. Rồi. Vâng, chào anh thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình như họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc, quê quán và hiện tại đang ở đâu nhá. Em cảm ơn anh. Chào em. Hiện tại là anh tên là Ngô Bách Cường, sinh 1989. Quê quán là Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của anh là nhân viên kinh doanh bất động sản cho công ty. Kinh doanh bất động sản đúng không?
Đúng thu rồi. nhập của mình một tháng là được trung bình bao nhiêu ạ? Thu nhập của mình một tháng là tổng thu nhập tất cả một tháng á, là từ 12, thấp nhất là từ 12 đến 15 triệu. Rồi, 12, 15 triệu rồi. Và hiện tại vẫn đang ở nhà thuê ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? À đúng rồi, hết là anh đang thuê nhà. Thuê nhà rồi, ok. Anh là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của anh là một người thật thà siêng năng, chịu khó và trong công việc là vui vẻ hòa đồng á. Còn điểm yếu là anh hơi nhút nhát, còn và với sống cũng là một chút ít lôi thôi bừa bộn á. Còn tính cách sở thích của anh là chơi thể thao, công ty mua sắm. Chơi thể thao thì anh chơi bộ môn gì? Anh chơi cầu lông được. Rồi, ok, tình trường của mình đi. Trước giờ mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình sôi động thì chưa có, còn nếu mà có thì khoảng tầm 2 mối tình. Một tình thời sinh viên á, là cũng quen bạn kia hơn 1 năm, nhưng mà do bạn kia quen một lúc 2-3 bạn á, nên cảm thấy không có tính xa được nên anh cũng... Và một mối tình khác là bên bạn đấy cũng khoảng tầm hơn 5 năm, thì bạn ấy nhận lời quen thì khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn ấy mất, nên từ đó đến giờ cũng chưa quen ai. Đầu tiên là anh đơn phương người ta đúng không? Đầu cũng là đúng. Thời sinh viên hả anh? Cũng là thời sinh viên luôn. Cũng là lúc đó là đi làm rồi, đơn phương người ta quen một đó trong một nhóm phượt á. Cuối tháng quen trong nhóm phượt hả? Đúng rồi, đơn phương người ta xong rồi bạn ấy nhận lời, bạn ấy nhận lời quen được 2 tuần thì bạn ấy bị tai nạn khoảng tầm 2019 á. Rồi rồi, ok rồi. Vậy là sau cái thời gian đó là chắc là anh chưa đi, anh có đi tìm hiểu thêm không? Anh có chủ động một chút nào không? Sau thời gian đó thì nhiều khi mình đa số là anh là hơi nhút nhát trước các bạn nữ. Nhiều khi bạn nữ đồng nghiệp bình thường hay là khách hàng nữ thì anh cũng nhát, nhưng mà khi mình thích người ta thì anh cảm thấy mình nhút nhát, cũng chưa dám chủ động như chủ động. Gần như mình để ý bạn nào là đa số là nó lúc đó mình biết là có bầu hay là khi có gia đình, mà mình cảm thấy để ý bạn nào, nhưng một thời gian sau thì bạn ấy không thích mình, thôi bạn ấy có bầu, nhiều khi duyên chưa đến hoặc là do anh nhút nhát quá. Rồi bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào anh ha? Một mẫu người thì nói chung là về ngoại hình thì mình cảm thấy dễ nhìn là được, còn tính cách thì mình cảm thấy là bạn ấy biết đối xử với người lớn, là cũng không có cần tính cực quá, hoặc là cái tính cách thì mình cảm thấy là bạn ấy chuyên năng chịu khó, và nói chung là cảm thấy là cái bạn đó là hiếu thảo, khiến cho mình nhìn dưới là được à. Rồi, nói kỹ hơn về ngoại hình đi, tại vì anh em mình sẽ nói chuyện với nhau về ngoại hình trước. Còn về tất cả những cái đức tính này kia thì có thể là để cho các bạn, anh chị về tự hẹn hò và tự tìm hiểu ha. Còn bây giờ nói chuyện với nhau trước để mà tìm được cái mẫu người phù hợp nhiều tiêu chí, thì cái câu chuyện ngoại hình nó sẽ được đặt lên đầu tiên. Bây giờ anh muốn bạn gái cao mét mấy, chiều cao của anh mét mấy, mặt mũi cô ấy ra sao, tóc tai cô ấy thế nào, cô ấy xăm hình được không? Nói chung là về chiều cao đi, hiện tại là bản thân Cường á là một cao 1m73, 1m73, nói chung là 1m73 thì yêu cầu bạn nữ là cũng không mềm nhận. Bạn nữ làm sao, yêu cầu bạn nữ làm sao? Bạn nữ là thấp hơn mình là được à, không nhiều khi có bạn nữ mà cao hơn mình thì sợ bạn ấy ngại á. Ok. Yêu cầu bạn nữ thấp hơn mình này, còn gì nữa không ta?
Tóc về tóc tai thì để tóc ngắn tóc dài thì mình cảm thấy không quan trọng lắm, còn về hình xăm thì hình xăm chỗ kín thì không sao. Rồi tuổi tác thì sao hả Cường ơi? Tuổi tác thì mình nghĩ là khoảng từ 25 đến dưới. Alo alo. Nhỏ thì cũng được. Rồi, alo, nhỏ, rồi. Nhỏ tuổi hơn. Lớn hơn 2 tuổi được không? Sao sao bạn? Lớn tuổi hơn được không? Nếu mà lớn tuổi hơn 1 đến 2 tuổi thì được. Được rồi. Quê quán vùng miền. Quê quán thì quê gốc thì mình không nói đến, nói chung nhà ở thì khoảng tầm khu vực miền Đông Nam Bộ là được. Tức là rồi. Nhà bố mẹ là Đông Nam Bộ là được. Còn xa miền Trung miền Bắc thì cũng không sao, nhưng mà ưu tiên là khu vực miền Đông Nam Bộ. Anh yêu xa được không? Yêu xa tức là nhà gái là ở vùng khác hay là bạn ấy làm sinh sống và làm việc ở vùng khác? Đúng rồi, có thể bạn ấy không ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là khu vực Đông Nam Bộ là được à. Để mình cũng mình hôm nay năm nay cũng 34-35 tuổi rồi á. Nên rồi. Cũng gọi là muốn tìm hiểu để mà tiến đến hôn nhân á. Thì rồi. Ví dụ như bạn ấy làm việc ở khu vực Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu đều được. Còn okay. Ví dụ như xa quá miền Bắc miền Trung thì cũng đi lại cũng khó, nhiều khi tháng gặp một hai lần thì mình cảm thấy cũng ít, để chưa đủ để tìm hiểu nhau nhiều. Rồi okay, ok ok. Cảm ơn anh Cường nhé. Có gì thì chương trình tìm người phù hợp sẽ liên hệ lại với anh Cường. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Dạ yeah, ok.